Xin chào các bạn Sau rất nhiều mong mỏi và chờ đợi thì tối qua đã diễn ra ván cờ đầu tiên Trong trận tranh ngôi vua cờ giữa kẻ thách đấu là Nepomniachi Và đương kim vua cờ Manu Kassel Hai người bạn lâu năm nhưng mà khi lên bàn cờ thì không có bạn bè gì hết Và sau đây là ván cờ đầu tiên Ở ván này thì Nepom được cầm quân trắng đi trước Anh mở màn với nước tốt E4 Kassel đáp trả vào nước tốt E5 Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi mã C6, trắng đi tượng B5, hình thành khai cuộc Tây Ban Nha Rui Lopez. Đen đẩy tốt A6, tấn công tượng trắng, triển khai phòng thủ Mophie. Trắng lùi tượng về A4, đen nhảy mã F6, trắng nhập thành. Đen cũng đi tượng E7, chuẩn bị nhập thành. Trắng bình xe E1, đen đẩy tốt B5, tấn công tượng trắng. Trắng lùi tượng về B3, đen nhập thành. Trắng đẩy tốt H3 ngăn mã trắng G4. Thông thường tiếp theo thì đen sẽ đẩy tốt D6 để mở đường cho tượng phát triển. Nhưng mà ở đây đen lại đi mã A5 để tấn công tượng trắng. Có thể là Casen muốn thử một phương án mới để làm bất ngờ cho Lê Tuy nhiên là điều này thì làm cho tốt E5 lại không có quân bảo vệ. Mã trắng liền ăn tốt đen và trắng tạm thời lãi được một tốt. Mã đen ăn tượng trắng, tốt trắng ăn lại mã đen và hình thành tốt trong nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều lắm bởi vì lại mở đường cho xe trắng kiểm soát cột nửa mở a đen đi tượng b7 chiếm lĩnh đường chéo lớn kết hợp cùng với mã tấn công tốt e4 trắng liền đẩy tốt d3 bảo vệ e4 đen tiếp tục đẩy tốt d5 tấn công tốt e4 tốt trắng ăn tốt đen hậu đen ăn lại tốt trắng kết hợp cùng với tượng dọa phi vào g2 chiếu hết trắng liền đi hậu f3 gạ đổi Đen không đổi hậu mà đi tượng D6 kết hợp với hậu để tấn công mã trắng. Nước đi đơn giản này nhưng mà lại ẩn chứa sự thâm sâu khó lường. Nếu hậu trắng ăn hậu đen thì mã đen ăn lại hậu trắng, tiếp theo có thể nhảy vào B4 và dọa ăn tốt C2 bắt đôi xe trắng. Nếu trắng không ăn hậu đen mà nhảy mã C3 để tấn công hậu đen chẳng hạn thì hậu đen ăn mã trắng mở đường cho tượng tấn công hậu trắng buộc lòng là xe trắng phải ăn hậu đen tượng đen ăn hậu trắng và đen lãi được một mã nếu trắng đi tượng d2 để bảo vệ xe và ngăn mã đen có thể nhảy lên b4 thì hậu đen vẫn ăn mã trắng buộc là hậu trắng phải ăn tượng đen khi đó thì đen sẽ phi hậu vào h2 chiếu và lợi thế sẽ thuộc về đen Do đó ở ván cờ thực tế thì trắng có nước đi chính xác là dịch vua sang F1 để bảo vệ xe. Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Ở trong rất nhiều phương án vừa rồi mà chọn được phương án này thì cũng đáng giá là nước đi thiên tài thật. Nếu đen bình xe E8 dồn thêm quân để tấn công mã trắng thì trắng sẽ nhảy mã C3 tấn công hậu đen. Chạy hậu thì sẽ mất tượng. Ví dụ đen chạy hậu C5 thì hậu trắng ăn tượng đen. Tượng đen ăn mã trắng thì xe trắng ăn tượng đen. Xe đen ăn xe trắng thì hậu trắng ăn xe đen. Chiếu lợi thế quá lớn dành cho trắng. Do đó thì ở ván cờ thực tế đen bình xe B8 để bảo vệ tượng. Giờ nếu mà không đổi hậu thì sẽ bị mất mã như là trường hợp vừa rồi. Cho nên là hậu trắng ăn hậu đen, mã đen ăn lại hậu trắng dọa nhảy vào B4 rồi ăn tốt C2 tấn công đôi cả hai xe của trắng. Trắng liền đi tượng D2 ngăn mã đen B4. Đen đẩy tốt C5, dừng cao tốt tấn công. Trắng lùi mã vé 3 mở đường cho xe kiểm soát cột mở E. Đen bình xe D8 chiếm lĩnh cột nửa mở D. Trắng đi mã C3, liên kết xong xe và gã đổi với quân mã mạnh của đen đang chiếm lĩnh vị trí trung tâm đen không đổi mã mà nhảy mã vào B4 dọa ăn tốt C2 tấn công đôi cả hai xe của trắng trắng bình xe C1 bảo vệ tốt đen bình xe C8 với ý tưởng là sẽ đẩy tốt C4 Hồng công phá của C trắng lùi mã về E2 mở đường đẩy tốt C3 để tấn công mã đen đen lùi mã về E6 mã đen đã rời khỏi ô B4 cho nên là trắng đưa tượng lên E3 Đen lùi tiếp mã về E7 Chuyển quân sang phía cánh vua Hai tượng của đen thì đang nhắm về phía cánh vua của mình Cho nên là trắng đi tượng F4 gạ đổi Tượng đen ăn mã trắng Tốt trắng ăn lại tượng đen Tượng đen ăn tượng trắng Mã trắng ăn lại tượng đen Như vậy là trắng mặc dù có hơn một tốt Nhưng mà lại có đến hai cặp tốt chồng Cấu trúc tốt của trắng thì nhìn chung là yếu hơn đen Đen đi xe C6, chuẩn bị bình tiếp xe C8, trồng hai xe tạo thành súng cao su trên cột C. Sau đó thì sẽ đẩy tiếp tốt C4 nhằm công phá cột C. Trắng bình xe E1 tấn công mã đen. Đen nhảy mã lên F5, sau đó sẽ nhảy vào D4 để tấn công đôi cả tốt F3 và C2. Trắng liền đẩy tốt C3 để chặn lại. Đen thấy vậy lại nhảy mã H4 tấn công tốt F3 Trắng đi xe E3 bảo vệ tốt. Nước sau thì có thể bình tiếp xe E1 tạo thành súng cao su lao xuống E8 chiếu hết. Đen liền đi vua F8 kết hợp với xe bảo vệ ô E8. Trắng lùi mã về G2 gạ đổi mã. Đen không đổi mã mà lùi mã về F5 tấn công xe trắng. Trắng đi xe E5 tấn công lại mã đen. Đen đi tốt G6 bảo vệ mã. Trắng lùi mã về E1 Bảo vệ tốt D3 Đen lùi mã về G7 Sau đó thì có thể nhảy lên E6 Rồi nhảy tiếp lên F4 Tấn công đôi cả tốt H3 và D3 Trắng lên lùi xe về E4 Ngăn mã đen F4 Đen đẩy tốt F5 Tấn công xe trắng Trắng lùi tiếp xe về E3 Đen nhảy mã E6 Dọa nhảy tiếp vào F4 Trắng lại nhảy mã lên g2 ngăn mã đen f4. Đen đẩy tốt b4, phát động tấn công nhằm mở thông cột c. Trắng đi vua e2. Ý tưởng của trắng là đưa vua sang để bảo vệ cụm tốt phía cánh hậu. Đen chưa vội ăn tốt trắng mà bình xe b8. Trắng tiếp tục đi vua d2. Tốt đen ăn tốt trắng, tốt trắng ăn lại tốt đen. Xe đen ăn tiếp tốt trắng. Và trắng đi vua C2 tấn công lại xe đen Đen lùi xe về B7 Như vậy là đen đã cân bằng được quân số so với trắng Trắng đẩy tốt H4 Tiếp theo thì đen bình xe B6 tạo thành súng cao su trên cột B Cũng là một phương án hay Hoặc là đen có thể đẩy tốt A5 thí tốt và Bày ra một cái bẫy Nếu trắng mà ham hố ăn tốt đen thì mã đen sẽ nhảy vào D4 chiếu. Tốt trắng ăn mã đen thì tốt đen ăn lại tốt trắng chiếu mở bắt xe. Nếu mà trắng không ăn mã đen mà chạy vua C1 hay là D2 thì mã đen B3 chiếu bắt xe. Nhưng mà ở ván cờ thực tế thì đen nghĩ chắc là thằng Nepo nó không mắc lừa đâu. Nên chọn phương án chắc chắn là đi vua F7 cũng đưa dần vua vào để tham chiến. Trắng lùi xe về E1 giải phóng ô cho mã lên E3 chiếm lĩnh trung tâm. Đen đi tiếp vua F6 tích cực vua vào trận. Trắng theo kế hoạch nhảy mã E3 chiếm lĩnh hảo địa thế. Nếu đen bình xe B6 tạo thành súng cao su thì mã trắng sẽ D5 chiếu bắt xe. Do đó đen bình xe D7 ngăn mã trắng nhảy vào D5. Sau đó có thể nhảy mã F4 rồi bình tiếp xe D6, dồn quân để tấn công tốt D3. Trắng nhảy mã C4, ý tưởng là sẽ nhảy vào E5, vừa bảo vệ tốt D3, vừa tấn công đôi cả hai xe của đen. Đen lên bình xe E7, chạy trước một quân xe. Trắng vẫn theo kế hoạch nhảy mã vào E5, tấn công quân xe còn lại của đen. Đen bình xe S6, tiếp tục gây sức ép lên tốt d3. Trắng lại nhảy mã về c4 tấn công xe đen. Đen lại chạy xe c6. Trắng lại nhảy mã e5, đen lại chạy xe d6. À, xe đen thì đang phải bảo vệ tốt a6 nên nó chỉ có thể di chuyển qua lại mà thôi. Trắng lại nhảy mã c4 và cuối cùng thì ván cờ kết thúc với kết quả hòa do lặp lại nước đi. Một kết quả nói chung là chấp nhận được cho cả hai bên ở trận đầu gia quân. Tổng kết trận đấu thì chúng ta có thể thấy là Nepal có một nước đi thiên tài, hai nước đi Great Mu nhưng mà lại mắc phải một sai lầm. Trong khi Kasen thì không mắc sai lầm nào. Cả hai đều đánh với độ chính xác là gần 98% cho nên là kết quả hòa cũng là điều dễ hiểu. Tối nay thì sẽ tiếp diễn ván cờ thứ hai. Không biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào thì các bạn cùng đón xem tiếp nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.